Chào mừng anh em quay trở lại với Beautiful Car. Trước mắt chúng ta là chiếc Toyota Vios phiên bản 2021 hoàn toàn mới. Và đây cũng là cái màu rất là mới, trắng ngọc trai. Anh em biết là trắng ngọc trai thì Toyota niêm yết giá bán sẽ cao hơn 8 triệu so với các màu còn lại. Lý do là ở đâu? Thì đây, mời anh em chúng ta cùng quan sát trực tiếp. Có lẽ là sẽ hơi khó để thể hiện trên video, nhưng tôi sẽ tả sơ qua một chút. Là thông thường các màu trắng của Toyota từ trước đến nay thì nó là cái màu trắng mang mã màu là 040, tức là màu trắng sứ. Sau đó một thời gian thì mình đổi sang cái mã màu là 070 và đến cuối cùng là cái mã màu 089, tức là cái màu trắng ngọc trai này nó được sơn trên Toyota Vios. Còn trước đây nó đã từng xuất hiện trên Toyota Camry này, Toyota Cross, Toyota Land Prado. Đây anh em để ý đây, ở trên cái lớp sơn này nó sẽ có những cái phần nhũ sáng nó bóng lên đấy, kiểu lóng lánh ánh mai ngọc trai quyến rũ là nó như thế này. Và nếu mà mình mà đi di chuyển trời nắng ấy thì những cái chi tiết như thế này nó sẽ sáng hơn. Anh em quan sát từ xa ấy thì nếu mà ngoài trời nắng mình nhìn bằng mắt thường thì sẽ thấy những cái lớp lấp lánh của ngọc trai, và đó chính là lý do mà màu trắng ngọc trai này nó cao hơn 8 triệu so với các màu còn lại. Chiếc xe này thì hiện tại là niêm yết giá bán là 581 triệu cho các màu thông thường, ví dụ như là đen, đỏ, nâu, bạc, vàng, xanh. Còn lại riêng với trắng ngọc trai nhé thì sẽ cao hơn 8 triệu, tức là 589 triệu cho phiên bản Toyota Vios 1.5G này. Một mức giá có lẽ là cũng không quá mức dễ chịu ở một phân khúc hạng B. Phân khúc hạng B này thì hiện tại Hyundai Accent vẫn là mẫu xe mà có cái giá bán tốt nhất trong phân khúc. Toyota Vios thì mức độ vừa phải, Honda City thì vẫn như thường lệ, Honda lúc nào họ cũng thích đứng ở trên đỉnh cầu nhìn xuống. Đây, phần đầu của Toyota Vios nhá, có những cái sự thay đổi thì tập trung hết phần lớn là phần đầu rồi. Cụm đèn halogen projector thì chuyển hoàn toàn thành đèn LED này. Chia làm 3 khoang riêng biệt, 2 khoang là đèn cốt chiếu gần và 1 khoang là đèn pha chiếu xa. Nếu mà anh em bật đèn pha lên thì đồng thời cả 3 cái khoang ấy đều sáng, cho ánh sáng trắng. Cái độ bền của cái bóng thì rất là cao. Anh em dùng thoải mái, nó rơi vào khoảng tầm 10 đến 15.000 giờ chiếu sáng cơ. Đài đèn LED ban ngày thì bao xung quanh cả cụm đèn luôn. Còn lại đèn halogen thì vẫn là áp dụng cho bóng xi nhan, ánh sáng vàng theo đúng tiêu chuẩn của Cục Đường bộ Việt Nam. Lùi xuống phía dưới thì cái hốc đèn sương mù cũng được thiết kế lại, nó nhẹ nhàng khỏe khoắn vuốt hình chiếc lá giống như trên Toyota Yaris. Và bóng đèn được sử dụng cũng là đèn bóng đèn LED nhé, xuyên phá tốt hơn, độ bền tốt hơn, tiết kiệm nhanh nhiên năng lượng hơn. Cảm biến góc trước cũng được trang bị rất đầy đủ rồi. Anh em tiến vào vật cản tầm khoảng 0,6 mét thì nó sẽ có những âm thanh nó kêu lên, giúp cho chúng ta đi vào cái đường chật hẹp ấy nó sẽ an toàn hơn. Đây, toàn bộ phần mặt ca lăng thì nó lộn ngược lại và nó sơn bóng so với cái bản cũ. Bản cũ thì quay lên, bản này quay xuống, xong chúng ta có bản Philip. Dưới cái nắp capo này thì vẫn là bình mới rượu cũ, nguyên một khối động cơ 1.5 lít đồ VTTI, trục cam kép DOHC, cho công suất tối đa khoảng 79 kW, và mô men xoắn cực đại là 140 Nm. 79 kW nó sẽ tương đương khoảng tầm 104 mã lực anh em nhé, 104 HP. Ở phần bên hông này thì cái phần quan trọng thay đổi nhiều nhất là nằm bộ la răng. Kích cỡ lốp các thứ thì vẫn giữ nguyên như vậy, thay mỗi la răng thôi, lốp Bridgestone. Kích thước lốp sẽ là 185/60R15. Trước đây la răng thì đơn giản lắm, còn bây giờ thì quá đẹp, phay cắt thể thao. La răng này của Vios thì chắc chắn là đẹp hơn rất nhiều so với Accent phiên bản full rồi. MT của Accent cũng không bằng được. Honda City thì nói thật là với la răng này Vios ăn đứt luôn. So sánh đối thủ là không tốt, nhưng mà đây là cảm quan của em nhé. Các chi tiết khác ở bên thân, ví dụ gương chiếu hậu chỉnh điện, cụp điện này, cùng màu thân xe, có tích hợp xi nhan trên gương. Đây này, chỗ này anh em nhìn thấy cái bóng ở đấy, cái ống ánh của ngọc trai không ạ? Nói chung con này nhìn ngoài đời đẹp lắm. Tay nắm cửa này, mạ chrome, tích hợp nút bấm mở cửa thông minh. Anh em ra vào xe rất đơn giản, chìa khóa thì mang theo bên mình, bấm nút bấm mở cửa là được, sau đó bấm khóa lại. Ở phần đuôi xe sẽ là phần không có thay đổi gì nhá. Cụm đèn vẫn là đèn LED này. Đây, đèn LED là cái dải màu đỏ này, dưới này đèn lùi đèn xi nhan vẫn là đèn halogen nhá. Các chi tiết khác ở phía sau, ví dụ như là camera lùi này, cảm biến lùi, cảm biến góc, hay đèn sương mù phản quang phía sau thì vẫn trang bị đầy đủ. Cốp thì rộng thôi rồi luôn. 589 triệu cho một chiếc hạng B màu trắng như thế này. Nếu mà hãng giảm giá khoảng 20 triệu có lẽ là ổn quá, khuyến mại 20 triệu thì đẹp. Các bác tính sao về cái mức giá như vậy? Ở bên ngoài thì có một số sự thay đổi như thế, cụm đèn này, mặt ca lăng này, thêm công nghệ mới.
Ở bên trong này thì mình không có thay đổi gì nhá. Vẫn là ghế da thông gió này. Da được sử dụng là ghế da màu kem. Hàng ghế thứ hai thì vẫn có tựa đầu, kệ tì tay. Không gian thì vô cùng thoáng và rộng rãi. Đi Vios thì không để say được. Cái vấn đề lớn nhất đó chính là cửa gió điều hòa. Đây là điều mà em kỳ vọng nhất thì Toyota cũng không mang đến. Nếu có cửa gió điều hòa ghế thứ hai thì hàng ghế sau này của Vios không có gì để chê. Tất cả mọi thứ đều ổn, rất tuyệt vời luôn. Rộng lắm, ngồi Vios thì chắc chắn là các bác thừa hiểu nó rộng nhào, rộng nhất phân khúc luôn. Không kém gì xe hạng C kiểu như Elantra hay là Cerato đâu. Hơi tiếc là không có cửa gió điều hòa. Thôi chờ lần sau Toyota nâng cấp vậy. Ở khoang cabin này mình sẽ có tay lái bọc da. Đó. Ba chấu. Các chi tiết khác ví dụ như ghế chỉnh cơ này, gương điện các thứ, lên xuống kính điện. Màn hình 7 inch kết hợp với 6 loa, điều hòa tự động, chìa khóa thông minh. Hộp số vô cấp. Nói chung là thiết kế của Vios thì nó dừng lại mức độ nó có gì đấy rất là trung tính. Nó không quá đẹp, nó không quá thể thao. Đây chính là cái điều mà Vios theo cảm quan của em nó đang thiếu. Nó đều quá, mọi thứ đều ổn. Nó phải có cá tính. Thời điểm này thiết kế xe là phải có cá tính. Đây, nói về cá tính thì nếu mà đúng phần đầu của Vios thì chắc chắn là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà khi mở khoang nội thất ra thì nó vẫn rất là đơn giản, tối ưu hóa một cách quá là thực dụng theo phong cách của Nhật Bản. Rồi, còn một điểm đáng khen của Vios này, 7 túi khí cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo phanh ABS, rất là đầy đủ, không thiếu gì cả. Đây, anh em tính sao về 589 triệu cho mẫu xe này? Nếu mà mình đăng ký ở tỉnh thì mất khoảng 62 triệu nữa nhé. Còn ở Hà Nội thì các bác mất khoảng 85 triệu, tầm đó, 85-90 triệu gì đấy. Rồi, nếu bác nào có nhu cầu mua trả góp ấy thì trả trước khoảng 94 triệu tiền xe, cộng với chi phí đăng ký, đăng kiểm, thuế là mình đã có thể sở hữu xe này rồi. Tức là nếu ở tỉnh thì bác chuẩn bị khoảng 160 là lấy xe ngon. Lãi suất thì rất đơn giản, lãi suất tiền gửi dài hạn cộng với khoảng 3,5% thì sẽ ra lãi suất khoản vay. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.